rút túc trực. Lực lượng chuyển hoa di chuyển bàn thờ vào vị trí. Truy điệu làm lễ để đưa bác Nguyễn Phú Trọng ra nghĩa trang mai dịch, bắt đầu là đưa bác Nguyễn Phú Trọng ra xe để đi từ số 5 Trần Thánh Tông, nhà tang quốc gia, về nghĩa trang mai dịch Hà Nội. Lực lượng vệ ảnh, gối huân chương, quân cờ, vào vị trí.
đưa chuẩn bị đưa bác ra ngoài xe để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng nghĩa trang Mai Dịch. Ban chấp hành Trung ương Đảng và nhà nước đã làm lễ cho bác xong, bây giờ đưa bác ra xe để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Vô cùng thương tiếc bác Nguyễn Phú Trọng, cả nước nhân dân ai cũng đau xót mất đi một người lãnh tụ lãnh đạo giỏi. Xe kéo pháo để bác Nguyễn Phú Trọng lên và đưa về nghĩa trang Mai Dịch, về nơi an nghỉ cuối cùng của bác Nguyễn Phú Trọng. Mong linh hồn của bác mau siêu thoát và mãi mãi là người của Việt Nam. Ra đi rồi nhưng bác vẫn ngồi trên một khẩu pháo để chỉ đạo quân đội nhân dân Việt Nam mà mãi mãi chiến đấu đến cùng. Thank you.
cả nước nhân dân Việt Nam kêu gọi tên Bác Nguyễn Phú Trọng. Bác ra đi bao nhiêu mất mát, làm dựng lên một nhà kính che đậy cho Bác để tiễn Bác đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thương tiếc Bác Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng và nhân dân nhà nước ai cũng kêu gọi tên Bác. Bác ra đi những gì mất mát, bao nhiêu người thân thương đã đau xót.
cả nước Việt Nam ta mất đi một người lãnh đạo giỏi. Quay họ không cho quay mà cứ cố tình ra quay thế kia. Mời các bạn xem video xong. Cảm ơn các bạn. Vẫn chưa hết, mời các bạn xem tiếp. Mời các bạn xem video xong nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này.